Xin chào quý thầy thánh. Trước khi chúng ta cùng nhau suy gẫm lời Chúa trong buổi sáng hôm nay, chúng ta sẽ cùng cúi đầu để cầu nguyện với Chúa. Trời ơi, một lần nữa con phó thác chính mình ở trong cánh tay yêu thương và quyền năng của Ngài, và con cầu nguyện để Chúa Ngài có thể phán với tấm lòng của con và phán với dân sự của Ngài trong thời giờ này. Phải Chúa ơi, xin tiếp tục tuôn đổ ân điển của Ngài tại nơi này. Con cầu nguyện để tiếng phán trong tấm lòng của Ngài, tấm lòng của Ngài được bày tỏ một cách rõ ràng cho mỗi người trong chúng con buổi sáng hôm nay. Chúa ơi, xin hãy hiện diện. Thánh Linh ơi, con cầu nguyện để tất cả mọi sự ngăn trở đến từ kẻ thù nghịch bị phá vỡ trong thời giờ này, và những gì thuộc về Ngài được khai phóng trong thời giờ này, trong danh của Chúa Giêsu. Thánh Linh yêu dấu của con xin tự do. Đây là thời giờ của Ngài. Và Chúa ơi, chính Ngài sẽ khiến cho chúng con được lớn mạnh giống như vườn năng tưới, những con người được trồng ở trong nhà Đức Giê-hô-va. Con cảm ơn Ngài. Chúng con yêu mến Ngài. Chúng con dâng thời giờ còn lại trong cái tay yêu thương của Cha và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Trước khi chia sẻ lời của Chúa trong buổi sáng hôm nay, tôi có một điều để nói với một ai đó trong căn phòng này. Tôi không biết, nhưng có một ai đó trong căn phòng này buổi sáng hôm nay cảm thấy cuộc đời của mình giống như một khu vườn khô héo, đã bị bỏ quên và đang chết dần. Thì đó là lời mà Chúa dành cho quý vị trong buổi sáng hôm nay. Quý vị sẽ như vườn năng tưới, như suối nước không hề khô hạn. Và tôi nhìn thấy quý vị ở trong sự mặc khải của Đức Chúa Trời trở nên một khu vườn đầy hoa cho vương quốc của Đức Chúa Trời, và sự sống của Chúa đang tuôn đổ trên quý vị. Cảm ơn Ngài. Xin chào tất cả mọi người. Trước khi bắt đầu sứ điệp buổi sáng hôm nay, tôi có một câu hỏi dành cho tất cả chúng ta. Bao nhiêu người trong chúng ta ở tại nơi đây, từ khi tin nhận Chúa đến nay, chúng ta đã trải nghiệm rất nhiều phước hạnh và đời sống của chúng ta được biến đổi? Xin hãy giơ tay lên. Hầu hết tất cả mọi người. Vậy thì câu hỏi tiếp theo, giống như người hướng dẫn chương trình vừa chia sẻ, ai trong chúng ta từ khi tin Chúa đến nay song song với phước hạnh và quyền năng của Chúa mà chúng ta trải nghiệm, thì chúng ta cũng trải qua những thời khắc đen tối nhất, gian nan, hoạn nạn, khủng hoảng trong hành trình đi với Chúa? Xin hãy giơ tay lên. Cảm ơn quý vị. Hầu hết chúng ta đều tin rằng và đã trải nghiệm rằng mình được phước khi đi theo Chúa. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không trải qua hoạn nạn và thử thách. Khi mà tôi thấy rằng khi mà mình làm chứng, có nhiều người làm chứng về Chúa và nói với một cái người nào đó đang ở trong sự tuyệt vọng rằng anh hãy tin Chúa đi, anh tin Chúa đi rồi đời sống của anh sẽ được phước. Và thật sự thế nào là một đời sống được phước ở trong Chúa? Khi mà nếu chúng ta nhìn vào trong đời sống cơ đốc nhân của mình, thì chúng ta thấy rằng thật sự có những giây phút tối đen và hoạn nạn ở trong đời sống của mình. Có những giây phút mình cảm thấy đêm tối này sẽ không bao giờ chấm dứt. Tôi nghĩ rằng Chúa yêu tôi và Ngài muốn tôi hạnh phúc. Ngài muốn tôi sống một cuộc đời bình an chứ. Thế giới ngoài kia đã đủ quá rồi, những hoạn nạn, đủ quá rồi những phong ba bão táp. Bây giờ tôi tin nhận Chúa, tôi trở về, tôi ở trong nhà của Cha tôi. Đáng lý tôi phải được bình an chứ. Tôi cũng đã từng có những giây phút đối diện với những sự thử thách và bão tố ở trong cuộc đời của mình. Và không phải là một lần mà rất nhiều lần trong đời sống của tôi. Khi tôi bắt đầu chập chững hầu việc Chúa, thì có những giây phút mà tôi đối diện với sự khủng hoảng và nó khiến cho tôi sợ hãi. Những giây phút mà gọi là đêm tối nhất trong cuộc đời của mình, nó khiến cho tôi vô cùng kinh hãi. Tôi nhớ vào cái giây phút mà khi mà tôi vừa mới
kết hôn xong, đáng lý đó sẽ là một cái gì, cái thời điểm mà đẹp nhất ở trong đời sống của một người con gái, đúng không? Một năm mình trông đợi một cuộc sống hôn nhân thật là hạnh phúc. Nhưng tôi nhớ khi mà tôi vừa mới kết hôn xong á, thì khoảng hơn một năm sau đó là liên tiếp những chuỗi ngày của bão tố, và nó khiến cho linh hồn tôi rúng động và khiếp sợ. Như biết bao nhiêu con người ở tại nơi đây, tôi khiếp sợ bởi vì những sự đen tối, bởi những khủng hoảng và nghịch cảnh mà mình phải đối diện. Khi tôi vừa mới kết hôn xong, thì tôi mất đứa con đầu tiên của mình. Và tôi đã khóc rất là nhiều ở trong cái nghịch cảnh đó, với sự khao khát rằng, với lòng tin chắc rằng Chúa ơi, Ngài có quyền để khiến cho đứa trẻ này sống. Con sẽ không mất nó, nhưng cuối cùng mình vẫn mất nó. Và khi mà mình vừa mới gục ngã trong cái điều đó và mình mới lồm cồm để bò dậy, để tiếp tục đi với Chúa, thì lại một cơn bão khác ập đến ngay trong giây phút đó. Đó là mẹ của tôi được báo tin là bà bị ung thư giai đoạn 3, chuẩn bị chuyển sang giai đoạn 4. Và đó là cái điều khiến cho tôi vô cùng khiếp hãi ở trong linh hồn của mình. Và khi mà tôi còn đang học cách để chống chọi cùng với gia đình của mình để vượt qua cái cơn bão đó, thì cùng một lúc đó tôi phát hiện ra cái vùng bụng của mình rất là đau. Đau rất là nhiều, đau quằn quại. Có những lúc đau mà tôi không dám nói cho người nhà biết, bởi vì sợ họ lo lắng. Có vô số những suy nghĩ tiêu cực ở trong thời điểm đó. Và tôi nghĩ rằng chắc là mình bị ung thư hay bị cái gì đó. Và khi mà tôi đi khám á, thì bác sĩ nói là có một cái vấn đề ở trong sức khỏe sinh lý phụ nữ của tôi, và nếu tôi không chữa hết thì tôi sẽ không có con. Tôi chỉ nhìn thấy bão tố và bão tố, và dường như tất cả những điều đó nó muốn tôi, nó muốn làm cho tôi muốn gục ngã ở trong hành trình đi với Chúa. Và tôi không biết, có những giây phút khi mà tôi chạy xe ở trong cái giai đoạn đó, tôi nhớ đó, có nhiều người đến và hỏi thăm tôi, hỏi rằng họ nói với nhau, và tôi vô tình nghe được đó là không biết Minh Nguyệt có bị gì không, lúc mà mẹ tôi đang phải chiến đấu với bệnh ung thư đó, không biết Minh Nguyệt có sao không, thấy nhìn thấy con, nhìn thấy Minh Nguyệt không có sức sống, giống như là đang có một cái bệnh gì đó rất là nặng. Và khi mà tôi nhìn bước vào trong hội thánh vào giai đoạn đó, nhìn những anh em trong Chúa của mình, họ có thể nhảy múa và họ không có gặp những cái nan đề, tôi nói với Chúa rằng Chúa ơi, con ao ước sự bình an của họ. Tôi nhớ tôi nói với Chúa rằng con ao ước sự bình an của họ. Tại sao con phải trải qua quá nhiều điều như vậy? Và khi mà đi ngoài đường, tôi cũng nhìn những cái người mà họ đang rất là vui vẻ đi ăn sáng hay gì đó, và tôi nói Chúa ơi, con không thèm cái sự bình an này. Tại sao con phải trải qua cái giây phút đen tối này? Có ước gì cuộc đời con không phải trải qua những khủng hoảng này Chúa ơi. Bởi vì cái giai đoạn đó nó dường như sẽ mãi mãi, là mãi mãi. Nhưng mà bây giờ sau 7 năm khi đứng ở đây để nói với quý vị lời của Đức Chúa Trời, thì tôi, người mà bác sĩ nói rằng có thể khó có con, và ma quỷ nói trong lòng khi phải đối diện với những cơn đau rằng mày sẽ chết, mày sẽ không thể có con, tôi đã có 2 đứa con, một trai và một gái. Và mẹ của tôi, người mà bác sĩ nói rằng ung thư giai đoạn 3, chuẩn bị qua giai đoạn 4, ngày hôm nay bà đã được khỏi bệnh hơn 7 năm rồi quý vị. Và quý vị ơi, khi trải qua tất cả những điều này, ngày hôm nay tôi đứng ở đây và nhìn lại 7 năm trước để nhận biết rằng giây phút đó, cái thời điểm đó, cái mùa đó là một phần thật là phước hạnh trong hành trình bước đi với Chúa của mình. Bởi vì Đức Chúa Trời đã dùng điều đó để biến đổi tôi một cách sâu sắc. Ngài đã khiến một con người hay khóc nhè, yếu ớt, sống dựa vào cảm xúc, hay sợ hãi nan đề, sợ phải đối diện với những nghịch cảnh ở trong cuộc đời của mình. Ngài đã biến đổi một con người yếu ớt như vậy đó, một con người mà một sư lâm nói là hay khóc quá, yếu đuối quá đi. Ngài đã biến đổi một con người sống dựa hoàn toàn vào cảm xúc và những gì mình nhìn thấy. Ngài đã biến đổi tôi trở thành một người giống như ngày hôm nay, để có thể đứng đây để nói với quý vị rằng Chúa của chúng ta hằng sống. Và Ngài đã biến đổi con người yếu ớt đó trở thành một người không còn sống dựa vào cảm xúc, mà sống dựa vào lời hứa của Đức Chúa Trời. Và tôi tin Chúa muốn làm điều đó trên tất cả chúng ta trong buổi sáng hôm nay.
Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm về một chủ đề mà tôi ao ước và cầu nguyện rằng chủ đề này sẽ giúp đỡ tất cả các con cái Chúa cũng giống như chính mình tôi, để chúng ta không còn là những con người thấp bé, yếu ớt, sợ hãi, nhút nhát khi đối diện với sóng gió và thử thách của cuộc đời này, mà Chúa sẽ biến đổi và tuôn đổ quyền năng sự phục sinh của Ngài trên chúng ta để khiến cho tất cả chúng ta trở thành những dũng sĩ cho vương quốc của Đức Chúa Trời, cho ý định tốt lành của Ngài cho đất nước của chúng ta. Và chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm chủ đề có tên là Biết Chúa qua thử thách. Tôi nghĩ một chủ đề mà chính bản thân của tôi cũng không thích, và không một ai trong căn phòng này thích, bởi vì nó không dễ chịu cho tất cả chúng ta. Chúng ta sẽ cùng đọc với nhau một phân đoạn Kinh Thánh rất là quen thuộc, Matthew đoạn thứ 14. Chúng ta sẽ cùng mở ra Matthew đoạn thứ 14. Dạ, chúng ta sẽ cùng đọc với nhau từ câu thứ 22 cho đến câu thứ 36. Dạ, xin cảm ơn. Xin mời quý vị cùng an tọa. Một phân đoạn Kinh Thánh rất là quen thuộc, nói về một bối cảnh, đó là tại một nơi hoang vắng gần thành Bethsaida, và Chúa Giê-xu Ngài đã làm phép lạ ở tại vùng đó. Ngài đã chữa lành cho rất là nhiều người bệnh. Và ở trong cái tôi gọi là một buổi nhóm phục hưng, một cái bầu không khí phục hưng đầy phước hạnh như vậy, thì Chúa làm một điều thật sự vượt hơn tất cả những gì mà những con người đó họ đã từng nhìn thấy, đó là Ngài hóa bánh từ 5 cái bánh và 2 con cá để hóa bánh và làm nhân bội lên để có thể cho hơn 5.000 người ăn no nê và thậm chí là dư đầy. Và rồi ở trong cái bối cảnh đó, phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa mới đọc nói rằng Ngài đã, sau khi mà điều đó vừa mới xảy ra, thì Chúa đã thúc giục các môn đồ qua bờ bên kia. Câu thứ 22 nói rằng sau đó Ngài giục các môn đồ xuống thuyền đi trước qua bờ bên kia. Xin mời tất cả mọi người chúng ta cùng lặp lại với tôi: bờ bên kia. Bờ bên kia. Tới một cái nơi gọi là Gennesaret. Và ở tại nơi đó một lần nữa cơn mưa phép lạ lại xảy ra, và các môn đồ đã chứng kiến Ngài chữa lành rất nhiều người bệnh, và thậm chí họ chứng kiến một điều vĩ đại hơn, đó là có lẽ Chúa không cần phải đặt tay nữa, mà thậm chí những người bệnh họ chỉ cần đụng đến áo của Ngài thôi thì họ bắt đầu được kinh nghiệm sự chữa lành ở tại nơi đó. Và tôi sẽ cùng với hội thánh để học những điều mà Đức Chúa Trời Ngài dạy dỗ một cách cá nhân cho tôi qua phân đoạn Kinh Thánh này. Điều đầu tiên mà tôi muốn cùng học với quý vị đó là sự thử thách, thử rèn, khủng hoảng hay là những giây phút đen tối trong cuộc đời của chúng ta là một phần ở trong kế hoạch tốt lành của Đức Chúa Trời. Wow! Làm sao điều đó có thể xảy ra? Jeremy đoạn 29 câu thứ 11 nói rằng: vì chính ta biết chương trình mà ta hoạch định cho các con, đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ban cho các con một tương lai và một hy vọng. Hội thánh lặp lại ạ, chương trình bình an. Chương trình bình an. Chúa có một chương trình bình an cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Thế thì tại sao trong cái chương trình bình an đó lại có những giây phút hay là có những thời điểm, những mùa mà chúng ta phải đối diện với một nan đề khủng khiếp, một giây phút thật sự đen tối mà không có, dường như không có sự hy vọng, những giây phút của những cơn bão đến ở trong cuộc đời của chúng ta? Vì sao trong một chương trình bình an tốt lành của Chúa lại có thể có những giây phút đen tối như vậy? Chúng ta sẽ cùng học qua phân đoạn Kinh Thánh này. Có lẽ khi đối diện với nghịch cảnh, đối diện với nan đề, có lẽ chúng ta đã sẽ có những giây phút chúng ta tự hỏi Chúa rằng: Chúa ơi, liệu con có còn đang ở trong chương trình bình an mà Chúa nói cho con không? Liệu những gì mà con đang trải qua, bệnh tật tối tăm này, bệnh tật không được chữa lành này, hoàn cảnh tối tăm và không có hy vọng này, nó có phải là một phần trong chương trình bình an của Ngài không? Làm sao có thể như vậy được Chúa ơi? Nhưng mà tôi có một sự giải đáp từ nơi Chúa. Ở trong câu 22 nói rằng Ngài giục các môn đồ lên thuyền qua bờ bên kia. Có lẽ các môn đồ họ chỉ muốn được ở lại ở trong một không khí của sự phục hưng, được kinh nghiệm phước hạnh này. Wow Chúa ơi, nhiều người được chữa lành, không còn bệnh tật nữa. Wow Chúa ơi, không còn đói nữa, bây giờ có bánh rồi. Họ chỉ muốn ở lại, có lẽ họ chỉ muốn ở lại phía bên này mà thôi. Nhưng Chúa Giê-xu nói với họ, Chúa Giê-xu thúc giục họ.
thúc giục họ có nghĩa là gì? Con ơi, con không thể tiếp tục ở đây. Hãy lên thuyền và mau chóng đi qua bờ bên kia. Họ không thể tiếp tục ở lại trong kinh nghiệm phép lạ cũ kỹ về Đức Chúa Trời. Ý muốn của Ngài là muốn họ phải ngay lập tức ra khỏi cái nơi phước hạnh quen thuộc đó và đến một cái nơi mà họ không biết những gì đang chờ đợi họ ở bên kia. Wow! Vì điều đó cũng có thể xảy ra trong cuộc đời của tôi và quý vị. Thử thách. Chúa chắc chắn biết rằng các môn đồ sẽ phải gặp thử thách. Họ có thể không biết. Họ chỉ biết rằng bờ bên kia là cái đích cuối cùng mà họ cần phải vâng theo để đến. Nhưng Chúa Giê-xu thì biết rõ trước khi đến được cái đích đó họ phải trải qua một sự thử thách. Phải trải qua một cơn bão, phải trải qua một điều gì đó có thể nhấn chìm họ ở tại biển sâu. Họ không được chuẩn bị để có thể đối diện với điều đó. Nhưng Chúa không ngạc nhiên về điều đó. Và đó là một phần trong kế hoạch vĩ đại của Ngài. Vì sao Chúa cho phép họ trải qua điều đó? Không ai thích hoạn nạn. Nếu họ biết rằng sẽ có một cơn bão, nếu Phi-e-rơ biết rằng mình sẽ có nguy cơ bị chìm ở biển sâu và chết đuối, liệu ông có đồng ý đi mà không có Chúa ở trong chiếc thuyền đó không? Liệu họ có đồng ý đi qua bờ bên kia không? Chắc chắn là không, đúng không? Nhưng họ không biết, chỉ có Chúa mà biết mà thôi. Và quý vị ơi, nhưng ở bờ bên kia có một điều gì đó thật tốt lành đang chuẩn bị cho họ. Ở bờ bên kia có những con người đang chờ đợi sự chữa lành. Ở bờ bên kia có những cuộc đời đang chờ đợi sự thăm viếng của Đức Chúa Trời. Và Chúa Ngài muốn các môn đồ của Ngài vâng lời bước lên thuyền để đi qua bờ bên kia, để có thể dự phần trong một cơn hứng hưng mới mà Ngài sẽ làm ở tại bờ bên kia. Có những cuộc đời đổ vỡ đang cần được gặp tin lành của Đấng Christ và gặp Chúa Giê-xu. Và điều đó chỉ có thể xảy ra khi các môn đồ vâng lời Chúa và dám bước xuống thuyền và thư vâng để qua bờ bên kia mà thôi. Như vậy, điều đầu tiên tôi muốn chúng ta nhớ và ghi nhớ rằng thử thách là một phần trong kế hoạch tốt lành của Đức Chúa Trời. Nó không nằm ngoài dự tính của Chúa. Nó là một phần trong kế hoạch tốt lành của Đức Chúa Trời để đem chúng ta đến với một điều gì đó lớn lao hơn chính bản thân của chúng ta. Đó là lý do vì sao Phi-e-rơ khẳng định rằng: thưa anh em yêu dấu, khi lửa thử thách đến để thử nghiệm anh em thì đừng ngạc nhiên như mình gặp phải một việc khác thường. Quý vị ơi, chính bản thân của tôi và quý vị không bao giờ chúng ta sẵn sàng cho một sự thử thách nào đó mà dường như nó quá vượt quá sức của mình, đúng không? Nhưng mà lời của Chúa buổi sáng hôm nay muốn nói với mỗi đời sống của chúng ta: hãy yên lòng. Tôi cầu nguyện cho chính tôi và quý vị để chúng ta không còn là những con người sợ hãi khi thử thách xảy đến. Và giống như Phi-e-rơ đã nói rằng, chúng ta sẽ không xem lửa thử thách là một điều gì đó khác thường trong hành trình đi với Chúa. Nó là một phần tất yếu để đem chúng ta đến gần hơn với kế hoạch tốt lành và vĩ đại của Đức Chúa Trời dành cho cuộc đời của chúng ta. Nó sẽ giúp chúng ta trải nghiệm Chúa một cách sâu nhiệm hơn. Như vậy chúng ta đã biết thử thách là một phần, những giây phút đen tối là một phần trong kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho mình. Vậy thì làm sao để mình có thể bước qua những giây phút đó đây? Điều thứ hai mà tôi muốn cùng học với quý hội thánh đó là: Chúa cùng đi với tôi trong mọi sự thử thách, trong mọi thử thách, và Ngài sẽ không để tôi bị hủy diệt bởi sự thử thách hay là sự khủng hoảng này. Khi các môn đồ và Phi-e-rơ phải bước lên thuyền vâng theo lời của Chúa và đi ở giữa con thuyền, họ chỉ nghĩ đó là một, cũng giống như mọi lần, một hành trình bình thường và sẽ không có một cơn sóng biển nào cả. Thế nhưng đã có một điều gì đó xảy ra. Các môn đồ và Phi-e-rơ đã cùng phải đối diện với một hoàn cảnh, một nan đề. Họ mệt nhọc chống trả với cơn bão bỗng nhiên nổi lên. Và Kinh Thánh nói rằng đó là cơn bão xảy ra vào khoảng từ 3 đến 6 giờ sáng, từ 3 giờ khuya đến 6 giờ sáng. Tôi nghĩ đó là một thời điểm mà trước khi mặt trời mọc thì nó sẽ rất là tối tăm. Nó là giai đoạn mà tối tăm. Tôi nghĩ đó là một cái thời khắc rất là tối tăm. Và họ đã phải đối diện với một điều mà họ không hề được chuẩn bị và cũng không chuẩn bị chính mình cho điều đó nữa. Nhưng cái điều mà tôi được học ở nơi điều này đó là khi họ đối diện với cơn bão như vậy
thì khi họ đang cố gắng để chống chọi với những cái cơn bão gió ngược muốn nhận chìm, sóng bão nổi lên muốn nhận chìm con thuyền của họ, thì họ phải đối diện thêm một nan đề khác nữa. Đó là kìa, ở trong sự tối năm này, vì sao lại có một bóng ma xuất hiện? Và Kinh Thánh nói rằng họ kinh hãi vì điều đó. Sóng gió chưa đủ hả? Bây giờ còn có ma xuất hiện nữa. Chúng ta phải làm sao đây? Nhưng điều đó cũng chưa đủ luôn đối với Peter. Các môn đồ khác thì đối diện với hai nan đề đó. Còn Peter đã đối diện với một nan đề mà tôi nghĩ rằng không biết ông có ân hận hay không. Bởi vì nan đề đó dường như xảy ra là bởi chính, hay là cơn bão đó, hay là cái giây phút của sự khủng hoảng đó xảy ra là bởi chính sự quyết định của ông. Đó là Peter đã đối diện với một thách thức còn khắc nghiệt hơn những người khác. Khi không một ai trong số những người kia dám tin rằng, tin chắc rằng họ chỉ biết rằng trong cái bóng đêm đó, cái bóng ma đó tự nhiên có tiếng phán nói rằng đó là ta đây, đừng sợ, hãy yên lòng. Họ không nhìn thấy gì cả, làm sao biết chắc đó là Chúa? Nếu là ma quỷ thì sao? Làm sao biết đó là Chúa? Thế nhưng Peter, khi một ai, có thể là những cái người kia, đó là lý do vì sao những người kia họ không dám xin để bước ra khỏi thuyền. Tôi nghĩ là như vậy. Khi không một ai trong số kia dám như vậy, thì Peter đã chọn đánh cược đức tin của mình để tin rằng đó là Chúa và can đảm bước ra khỏi thuyền. Ra khỏi những gì chắc chắn, ra khỏi những gì an ninh, ra khỏi những gì có thể bảo vệ ông, những gì quen thuộc với chính đời sống của ông. Ông đã dám bước ra khỏi thuyền. Và lần này phải một mình ông đối diện với khủng hoảng. Điều gì đã khiến Peter liều lĩnh như vậy? Ồ, đây đâu phải là một cuộc dạo chơi, cuộc linh đúng không? Nếu lúc đó là buổi sáng và trời sáng và Peter, các môn đồ có thể nhìn thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển. Wow, Chúa ơi! Ồ, mặc dù có sóng gió nhưng mà ồ, Chúa kìa, không sao, con sẽ ra khỏi thuyền. Chúa ơi, cho con ra khỏi thuyền, con sẽ đi lại với Chúa. Nhưng ở trong đêm tối này, cái bóng dáng kia không chắc đó là Chúa. Chỉ có một điều duy nhất, đó là tiếng phán. Làm sao Peter có thể liều lĩnh để đánh cuộc cược khi chính bản thân của ông có lẽ cũng không biết chắc đó là phải là Chúa hay không? Bởi vì Peter đã nghe tiếng phán của Ngài. Và giọng nói đó, bất chấp mưa bão xung quanh như thế nào, thì giọng nói đó vẫn thật quen thuộc với chính cuộc đời của ông. Đó là đấng mà ông đã gần gũi từng phút giây. Và ông biết đó chính là Ngài. Đó là lý do ông dám bước đi ra khỏi thuyền. Đó là, có lẽ đó chính là điều đã khiến cho Peter dám xin Chúa. Bởi vì có lẽ từ bên trong tấm lòng của ông, ông biết rằng ông không, cái sự an toàn ở trong tàu này là không đủ. Chiếc thuyền này là không đủ. Chỉ giây phút ông có thể đến gần hơn nữa với đấng yêu thương linh hồn của ông. Chỉ có giây phút đó thì linh hồn của ông mới thật sự được yên ninh. Và đó là lý do mà ông muốn bước ra khỏi thuyền. Và tin rằng buổi sáng hôm nay có rất nhiều người ở trong chúng ta có lẽ khi đối diện với những giây phút khủng hoảng, đen tối ở trong đời sống của mình. Chúng ta cũng giống như Peter. Và chúng ta cũng chọn để phó thác và tin cậy Chúa. Điều duy nhất có thể khiến chúng ta có thể bước đi ở trên những cơn sóng, những gì đó không chắc chắn, những gì đó không thoải mái, những gì đó không yên ninh, những gì đó không thể đảm bảo cho cuộc đời của chúng ta. Đó là bởi vì chúng ta đã nghe tiếng của Ngài và muốn thưa vâng với điều đó. Quý vị ơi, có một phần thưởng rất lớn cho đức tin của chúng ta. Và ngay cả khi chúng ta phải bước đi ở trên những cơn sóng đó với những cái sự lê lết về đức tin giống như Peter, không phải là có một đức tin mạnh mẽ để mà chạy trên mặt nước đến với Chúa, nhưng là một đức tin nhỏ bé đến nỗi khiến cho ông, Kinh Thánh nói rằng chỉ bước đi một vài bước bé nhỏ ở trên mặt nước này mà thôi. Và rồi, tôi không hiểu vì sao Peter có thể can đảm như vậy, nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta cũng có đức tin mà Peter có trong buổi sáng hôm nay. Để tin cậy Chúa trong những khủng hoảng và những giây phút đen tối nhất của cuộc đời mình. Dù đức tin đó thật bé nhỏ và dường như nó không thể đủ để giúp chúng ta hoàn tất hành trình bước đi trên mặt nước để đến gần với Đức Chúa Trời. Và quý vị ơi, đức tin đó cũng đủ để khiến chúng ta sẽ không bị nhấn chìm ở trong nghịch cảnh và khủng hoảng này. Có lẽ giây phút mà Peter đang bước đi những bước đi như vậy, lý do Chúa Giêsu, khi mà tôi đọc Kinh Thánh, tôi cảm nhận cái câu Kinh Thánh lúc trước tôi đọc, tôi nghĩ là Chúa trách Peter không có đức tin.
Nhưng bây giờ khi tôi đọc Kinh Thánh, Chúa lại nói với tôi một điều khác trong tấm lòng của mình. Chúa muốn cho tôi biết lý do vì sao Phi-rơ sụp xuống. Lý do Chúa Giê-xu Ngài nói rằng con thật ít đức tin, vì sao con phải nghi ngờ? Vì sao con lại nghi ngờ? Đó là một lời giải đáp cho biết vì sao có những giây phút trong cuộc đời chúng ta sẽ bị rúng động khủng hoảng, và chúng ta cảm giác rằng mình sẽ bị nhấn chìm bởi khủng hoảng và nghịch cảnh này. Đó là bởi vì chúng ta chỉ có một ít đức tin mà thôi. Đó là lời giải đáp cho chúng ta. Thế nhưng tôi muốn chia sẻ không phải là khía cạnh đó trong buổi sáng hôm nay. Tôi muốn nói về một điều tuyệt vời hơn sự yếu đuối, bất toàn và thất bại của tất cả chúng ta. Đó là tình yêu và ân điển của Ngài. Khi Phi-rơ bước đi cho những gì mình không chắc chắn, khi Phi-rơ bước đi và tới một lúc nào đó sức nặng của nan đề này, tiếng gào thét của sóng biển, cái thực tại phũ phàng mà ông phải đối diện, đó là chỉ một mình ông ở trên biển và Chúa thì không thấy rõ ràng. Quý vị hãy tưởng tượng đó là một đêm tối mịt mù, sóng biển xung quanh mình và Chúa thì không rõ ràng. Và ông đã chọn bước đi từng bước đi một như vậy, chỉ theo tiếng phán của Ngài mà thôi. Và đã có giây phút sức nặng của đan đề đã dường như làm cho ông phải nhấn chìm. Thì ông liệu có bị chìm hay không? Tôi không biết ông có cảm thấy hối hận khi bắt đầu bị chìm xuống hay không? Có lẽ ai đó trong chúng ta đã có những giây phút cảm thấy hối hận. Nhưng buổi sáng hôm nay tôi muốn nói về một điều tuyệt vời hơn sự yếu đuối của chúng ta. Đó là sự hiền diện của Đức Chúa Trời và sự tẩy trị toàn năng của Ngài. Ở trong câu thứ 31 nói rằng khi Phi-rơ bắt đầu chìm xuống thì tức thì Đức Chúa Giê-xu đưa tay ra nắm lấy Phi-rơ. Hội thánh cùng nói với tôi đi ạ. Tức thì. Kinh Thánh không nói rằng một lúc sau đó Chúa đưa tay ra nắm lấy Phi-rơ. Kinh Thánh không nói rằng khi Phi-rơ bắt đầu chìm xuống và la lên Chúa ơi cứu con thì Chúa Giê-xu bắt đầu chạy đến và nắm lấy ông. Không có một cái khoảng giữa ở trong cái sự chìm xuống của Phi-rơ, mà chỉ có tức thì. Tôi muốn mời hai bạn thanh niên nhanh chóng bước lên đây được không ạ? Hai bạn. Dạ xin mời nhanh chóng. Tôi cần sự giúp đỡ. Dạ. Tôi muốn chúng ta nhìn thấy hình ảnh này. À, xin mời hai bạn bước lên đây. Ok. À, đây là Phi-rơ. Đây là Chúa Giê-xu. À, em đứng ở đó nha. Ok. Phi-rơ, em hãy bước đi từng bước đi của đức tin đi. Ok. Rồi, bây giờ em chìm xuống đi. Tức thì, Chúa Giê-xu đưa tay ra. À, không được nhúc nhích nha, không được đi chuyển tiếp. Mà tức thì đưa tay ra. Tức thì. Vậy thì có thể nắm lấy bạn được không? Ok, vậy thì bước đến gần hơn nữa. Gần hơn nữa. Rồi, em nắm lấy bạn và kéo lên. Quý vị ơi, cảm ơn hai bạn. Dạ. Chúng ta nhìn thấy điều gì trong cái hình ảnh này ạ? À? Tức thì. Phi-rơ, tôi nghĩ rằng nếu Phi-rơ nhìn thấy Chúa đang đứng ở một khoảng cách gần như vậy, thì ông sẽ không sợ hãi dù bất cứ cơn sóng nào xảy ra. Nhưng bởi vì đêm tối của khủng hoảng xung quanh ông, bởi vì tất cả những cái gì ông đang đối diện nó dường như thực hữu hơn là một cái bóng mờ mờ ở giữa tất cả những cái bão tố đó. Dường như sự hiện diện của Đức Chúa Trời bị giấu kín đến nỗi ông không thể nhìn thấy Ngài ở một khoảng cách gần như vậy. Và nó khiến ông cảm thấy kinh hãi ở trong nan đề này và cảm thấy mình chỉ có một mình ở trong hoàn cảnh này mà thôi. Nhưng quý vị ơi, tôi học được một điều cho chính đời sống của tôi rằng bởi vì Kinh Thánh nói rằng tức thì có nghĩa là Chúa đang ở ngay bên cạnh của Phi-rơ trong thời điểm đó. Ngài không hề ở xa ông như ông tưởng đâu. Ngài đang ở ngay bên cạnh và giây phút mà ông chỉ suýt chìm xuống thôi thì tay của Ngài ngay lập tức đưa ra để có thể chụp ông. Tôi muốn nói với quý vị rằng buổi sáng hôm nay có thể chúng ta đang cảm thấy mình không còn đủ sức nữa và sự hiện diện của Chúa dường như bị giấu kín khỏi cuộc đời của mình. Không thể cảm nhận Chúa trong nan đề này. Con đã khóc, con đã kêu cầu, con đã kêu la, con đã bước đi những bước đi của đức tin nhỏ bé trên những gì mình không chắc chắn, trên những gì không rõ ràng. Chỉ có tiếng phán của Ngài để giúp con bước đi trên nan đề này. Nhưng vì sao con vẫn không thể nhìn thấy Ngài và không cảm nhận Ngài? Đó là bởi vì sự yếu đuối bên trong con người của chúng ta. Nhưng lẽ thật nói rằng Đức Chúa Trời đang ở sát cạnh tôi và quý vị. Chúng ta có thể cảm thấy Ngài sát cách và giấu mặt trong nghịch cảnh này. Nhưng lẽ thật nói rằng Chúa đang ở sát cạnh tôi và quý vị.
Từng phút từng giây Ngài đang nhìn những bước đi của đức tin bé bỏng của chúng ta. Từng phút từng giây và Ngài biết chính xác thời khắc nào bước đi của Phi-rơ sẽ bị sụp xuống nước. Ngài biết chính xác chỗ nào chúng ta sẽ bị sụp ở trong hành trình này. Ngài biết chính xác chỗ nào tôi và quý vị có thể bị ngã ở trong hành trình của đức tin này. Và Ngài đang ở sát với chúng ta trong buổi sáng hôm nay. Có thể chúng ta không cảm nhận Ngài, nhưng quý vị ơi, ngay tại hàng ghế chúng ta đang ngồi buổi sáng hôm nay, Chúa đang ngồi với chúng ta ở thật gần trong cơn bão mà chúng ta đang đối diện, ở thật gần trong khủng hoảng và bệnh tật mà chúng ta phải đối diện. Thật gần, gần lắm quý vị ơi. Và điều tốt lành đó là Chúa không để cơn bão này hủy diệt chúng ta. Dù đức tin của chúng ta có ít ỏi như thế nào, cơn bão này không thể hủy diệt chúng ta, bởi vì ý muốn của Ngài là đem chúng ta qua bờ bên kia để có thể kinh nghiệm một Đức Chúa Trời vĩ đại ở bờ bên kia. Tôi cảm ơn Ngài vì điều này. Ở trong câu thứ 32 nói rằng khi Ngài và Phi-rơ lên thuyền rồi. Quý vị ơi, có thể những người khác đã chọn để ở lại trong cái nơi an toàn của mình, và chúng ta cảm thấy tại sao chỉ có một mình con phải bước những bước đi của đức tin này. Con sẽ bị bỏ lại để chết ở trong nan đề này, còn những người khác sẽ lên thuyền cùng với Ngài và họ sẽ đi qua bờ bên kia. Nhưng quý vị ơi, đó không phải là điều mà Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta khi đi qua cơn bão. Khi chúng ta đã dám bước những bước đi của đức tin nhỏ bé của mình, ý muốn của Ngài đó là Ngài sẽ cùng đi với chúng ta cho đến khi Ngài và chúng ta cùng lên thuyền và qua bờ bên kia. Phép lạ ở bờ bên kia sẽ không xảy ra cho đến khi tôi và quý vị đến được nơi an toàn mà Ngài muốn. Chiếc thuyền này sẽ không rời khỏi cho đến khi chúng ta đến được nơi mà Ngài muốn, sự an toàn mà Ngài muốn cho cuộc đời của mình. Hãy nói với người bên cạnh đi, nan đề này sẽ không hủy diệt bạn, không thể hủy diệt bạn. Amen. Và điều mà tôi muốn nói tiếp theo đó là thử thách là cơ hội quý báu để chúng ta nhận biết Ngài. Khi những môn đồ này đã vượt qua được cơn bão, khi Phi-rơ đã học rằng Chúa ở thật gần với ông, ta chưa bao giờ từ bỏ con, cũng chẳng hề đứng xa con như con tưởng trong nghịch cảnh của mình. Khi họ đã nếm trải những điều đó rồi, thì giờ đây điều mà họ xưng nhận về Chúa Giê-xu không còn là một Đức Chúa Trời giống như những nhà tiên tri khác chỉ làm những phép lạ như những gì đã xảy ra trong Cựu Ước. Ngài không phải chỉ là đấng làm phép lạ, Ngài không phải chỉ là đấng chữa lành bệnh tật, Ngài không phải chỉ là đấng đáp ứng cho nhu cầu, Ngài không phải chỉ là đấng chúc phước cho việc học, chúc phước cho việc làm, nhưng Ngài là cứu Chúa của cuộc đời con và là niềm hy vọng duy nhất cho thế giới này. Đó là lý do sau khi trải qua những điều này, họ đã có thể xưng nhận một điều, đó là Thầy thật là con Đức Chúa Trời. Quý vị ơi, con của Đức Chúa Trời, điều đó có nghĩa là chỉ có một mình Ngài là Đức Chúa Trời có một và duy nhất trong thế giới này, là chân thần, là lẽ thật, là sự cứu rỗi cho thế giới hư mất này. Quý vị ơi, đám đông của được kinh nghiệm phép lạ 5.000 người được ăn đó, cái đám đông đó họ chỉ được kinh nghiệm một phần về Đức Chúa Trời mà thôi. Nhưng số ít những con người bé nhỏ này bị Ngài thúc giục để phải trải qua cơn bão, họ đã kinh nghiệm một điều làm khiến cho họ trở thành những con người thay đổi thế giới. Và từ nơi họ ngày hôm nay, tin lành của Chúa đã được giảng ra khắp mọi nơi trên thế giới. Quý vị ơi, khi chúng ta đối diện với thử thách, khi trong hành trình bước đi với Chúa, tôi muốn khích lệ chính tôi và quý vị hãy vui mừng. Đó là lý do chúng ta vui mừng, bởi vì Ngài đang gọi chúng ta ra khỏi đám đông xung quanh chúng ta để đem chúng ta trở thành một nhóm người đặc biệt, để kinh nghiệm, để Ngài có thể bày tỏ về quyền năng tối thượng của Ngài, về tất cả những gì bí ẩn nhất về Ngài, về sự giải đáp của Ngài, về sự tốt lành và vĩ đại của Ngài, về lẽ thật Ngài là Chúa cứu thế của thế giới này, niềm hy vọng duy nhất của thế giới này. Tôi tin rằng Chúa dùng thử thách để biến đổi tất cả chúng ta trở thành những dũng sĩ cho Chúa Giê-xu trong ngày vĩ đại của Ngài. Và đó mới là điều mà Chúa muốn. Ngài không muốn những con người chỉ ngồi ở tại ghế nhà thờ. Tôi đã từng nghe nhiều người nói rằng, ôi, nói như vậy thì tôi sẽ không muốn đâu, tôi chỉ muốn là một người được ban phước thôi. Đó là sự lựa chọn của quý vị. Đám đông luôn luôn kinh nghiệm phép lạ của Chúa, nhưng những con người có thể dự phần vào kế hoạch đời đời của Ngài thì chỉ có một nhóm nhỏ mà thôi. Và tôi tin buổi sáng hôm nay, sứ điệp này dành cho tất cả những ai đang được Chúa gọi, hãy bước ra khỏi thuyền của con và cùng đi với ta ở trong những điều mà tưởng chừng như quá sức của con. Bởi vì ta đã chọn con để nếm trải quyền năng của ta.
Bởi vì ta đã chọn con để khai phóng thiên đàng của ta qua cuộc đời của con. Đám đông không có lời giải đáp cho thế giới này, nhưng chỉ có một nhóm nhỏ những con người này là có lời giải đáp của Ngài cho thế giới này mà thôi. Và Chúa đang kêu gọi tất cả chúng ta hãy vững vàng và sẵn sàng cho mọi thử thách. Bởi vì điều chắc chắn đó là thử thách sẽ không thể hủy diệt những con người thuộc về Đức Chúa Trời. Và cái điều cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ với quý vị đó là hội thánh quyền năng phải được xây dựng trên nền của sự nhận biết Chúa. Hội thánh quyền năng phải được xây dựng trên nền của sự nhận biết Chúa. Hãy xem ở trong tất cả các sứ đồ, chỉ có một người duy nhất được nếm trải điều phước hạnh này. Ở trong Matthew đoạn thứ 16, trong từ câu thứ 13 cho đến câu thứ 20, chỉ có một mình Phi-e-rơ với một trải nghiệm duy nhất mà không một sứ đồ nào có. Tưởng chừng như trải nghiệm đó có thể giết chết cuộc đời của ông và ông sẽ không bao giờ có thể tiếp tục trong hành trình đi với Chúa. Thế nhưng không, trải nghiệm đó đã đem ông đến một sự nhận biết sâu sắc hơn cả những sứ đồ khác. Một sự nhận biết rằng Chúa Giê-xu, chính Ngài, Ngài là con của Đức Chúa Trời, là đấng cứu thế, là đấng duy nhất. Ngài không phải chỉ là đấng làm phép lạ, Ngài không phải chỉ là đấng chữa lành bệnh tật, Ngài không phải chỉ là một người dạy giảng dạy về đạo lý. Ngài là lời giải đáp của thế giới này, cho thế giới đã bị tan vỡ vì bệnh tật, xin lỗi, bị tan vỡ vì tội lỗi này. Và phía đó chính vì trải nghiệm sâu sắc đó mà ông đã có thể xưng nhận điều đó, và phần thưởng dành cho ông đó là Chúa, Ngài đã công xưng rằng Ngài xây dựng hội thánh của Ngài trên cuộc đời của Phi-e-rơ. Còn ta nói với con là Phi-e-rơ, ta sẽ xây hội thánh ta trên đá này. Các cửa âm phủ không thể thắng được hội đó. Ta sẽ giao chìa khóa vương quốc thiên đàng cho con. Bất cứ điều gì con buộc dưới đất cũng sẽ bị buộc ở trên trời. Bất cứ điều gì con mở dưới đất cũng sẽ mở ở trên trời. Chỉ có những con người đã chọn lựa để bước đi với Đức Chúa Trời ở trong thử thách và thưa vâng với Ngài, cùng bước đi với Ngài với đức tin ít ỏi. Những con người đó được Đức Chúa Trời Ngài chọn lựa để xây dựng hội thánh thật của Ngài trên đất này. Một hội thánh không phải chỉ có đông những con người đến để hát vui múa, hát những bài hát hay, để kinh nghiệm những bữa bạc ti vui vẻ. Nhưng một hội thánh có lời giải đáp của Chúa, một hội thánh mà khiến cho Satan phải rúng sợ, một hội thánh có thể đem đến sự giải đáp cho đất nước Việt Nam này, một hội thánh có quyền năng của Đức Chúa Trời để mở ra tất cả mọi cánh cửa của thiên đàng và đóng lại tất cả mọi cánh cửa của địa ngục trên đất nước này. Có quá những sự tuyệt vọng và lời tiêu cực nói về quốc gia này, rằng đây là một quốc gia đói nghèo, một quốc gia tham nhũng, một quốc gia không có sự hy vọng, một quốc gia mà chỉ có thể bị chết trong bệnh ung thư. Nhưng quý vị ơi, lời giải đáp của Đức Chúa Trời đang nằm trong chính những con người đối diện với nghịch cảnh và thử thách trong buổi sáng hôm nay. Chúa đang chọn chúng ta để xây dựng hội thánh quyền năng của Ngài trên đất này. Sự nhận biết về một Đức Chúa Trời chân thật, sự nhận biết Ngài trong nghịch cảnh, ngay cả khi không thể thấy gì, không thể cảm nhận gì về Ngài. Sự nhận biết sâu sắc đó, sự nhận biết đó, hay tôi gọi đó là sự nhận biết chân thật về Ngài. Bởi vì có những người biết Ngài nhưng không biết đúng về Ngài. Sự nhận biết chân thật về Ngài sẽ khai phóng thẩm quyền thuộc linh trên cuộc đời của chúng ta, và qua chúng ta sẽ khai phóng thẩm quyền thuộc linh của thiên đàng, của đấng Christ, của đấng người trên ngôi đời đời, khai phóng trên hội thánh của Ngài. Và từ hội thánh của Ngài sẽ biến đổi quốc gia này. Địa ngục nói rằng không có niềm hy vọng cho Việt Nam, nhưng thiên đàng nói rằng niềm hy vọng của Việt Nam đang nằm ở trong những con người đối diện với thách thức trong buổi sáng hôm nay. Chúa của chúng ta đang hằng sống, và Ngài đã chọn chúng ta bước đi qua thử thách để cho chúng ta biết rằng Chúa không phải là một Đức Trời ở trên cao và chờ đợi chúng ta kêu gào khản cổ kiệt sức rồi Ngài mới trả lời. Ngài đang ở thật gần trong nan đề, thách thức và tuyệt vọng. Điều lớn hơn cả nan đề đó là một kế hoạch vĩ đại của Ngài trong mỗi cuộc đời của chúng ta. Hãy mạnh mẽ và vững vàng, bởi vì Chúa muốn xây dựng một hội thánh thật trên đất này, không phải một tổ chức tôn giáo, mà một hội thánh nhận biết Ngài là ai giữa thế giới tối tăm này. Tôi xin Chúa dùng lời này khích lệ quý vị, đặc biệt là những người đang đối diện với thách thức và không tìm được câu trả lời. Hãy biết rằng nan đề này không thể hủy diệt chúng ta, nhưng nó sẽ biến đổi chúng ta. Và vương quốc Đức Chúa Trời sẽ được mở rộng qua cuộc đời của chúng ta sau tất cả những cơn bão này. Bởi vì vua của thiên đàng
Chúa của các Chúa đã chọn chúng ta trở thành những con người để thay đổi thế giới này. Cảm ơn Ngài. Xin mời tất cả chúng ta cùng đứng lên. Tôi muốn chúng ta sẽ dành thời gian này để cầu nguyện với Ngài. Và một lần nữa để thuần phục đời sống của mình cho Ngài. Nếu ai đó trong quý vị đang mất đi sự yên ủi, nếu ai đó trong quý vị đang bước đi những bước đi của Führer và cảm thấy chân của mình không thể tiếp tục bước nữa, thì tôi tin rằng buổi sáng hôm nay lời này là lời dành cho quý vị. Chúa sẽ không để quý vị chìm sâu trong nan đề này. Ngài đang ở thật gần bên chúng ta. Và chính cánh tay của Ngài sẽ đem chúng ta ra khỏi. Hãy thuận phục đời sống của mình cho Ngài. Nếu ai đó trong chúng ta có nỗi sợ hãi phải đối diện với nan đề, thì đây là lúc mà chúng ta sẽ dâng cho Chúa nỗi sợ hãi đó. Và để Thánh Linh của Chúa Ngài tuôn đổ tâm trí của Đấng Christ ở trong chúng ta. Tinh thần của Đấng Christ, tinh thần mạnh mẽ, không sợ hãi. Hãy một lần nữa thuận phục Ngài. Chúa không muốn chúng ta trở thành những con người hèn nhát và sợ hãi công việc của kẻ thù nghịch. Ngài muốn biến đổi chúng ta trở nên những con người mạnh mẽ ở trong vương quốc của Ngài. Hallelujah, Hosanna, Yire Kom Saye, Koshare Te Te Sukonde, Yire Mama Sukare, Yine Masukonde, Yire No Sukarende, Yire Mama Sarende, Yire Masakende. Ai trong quý vị muốn dâng tấm lòng của mình cho Chúa, hãy giơ tay lên trong thời giờ này. Ai trong quý vị muốn bước vào trong đoàn quân đắc thắng của Ngài và sẵn sàng cho bất cứ mọi chi tiết nào mà Ngài cho phép xảy đến trong cuộc đời của quý vị để hoàn tất chương trình vĩ đại của Ngài, hãy giơ lên tay lên cho Chúa trong thời giờ này. Hãy để Chúa tuôn đổ quyền năng thiên thượng của Ngài ở trên tất cả mọi nỗi sợ hãi của chúng ta, ở trên tất cả những sự nản lòng và thất vọng của chúng ta. Chúng ta sẽ dành thời giờ này để thờ phượng Chúa một lần nữa, phó dâng đời sống của mình trong tay của Ngài. Xin dấu con nơi cánh tay Cha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.